Chiều ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm, làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm người nhập viện xảy ra tại xã Phước Tính, thị xã Phước Long. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7 tháng 6 tại thôn Hưng Lập, xã Phước Tính, thị xã Phước Long, gia đình ông Lê Đức Hải tổ chức đám cưới cho con trai Lê Tiến Thành. Tiệc cưới có quy mô 600 khách do một cơ sở dịch vụ nấu ăn trên địa bàn xã Long Giang, thị xã Phước Long đảm nhận. Tham dự tiệc cưới có bà con hàng xóm, bạn bè trong xã, gia đình nhà gái ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, cùng một số người thân ở thành phố Đồng Xoài và các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Thái Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối cùng ngày, cả trăm người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm do nôn ói đi ngoài, buộc phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long và Bệnh viện huyện Phú Riềng. Đến sáng ngày 8 tháng 6, số lượng bệnh nhân nhập viện ngày càng đông, cùng với các triệu chứng đi ngoài, buồn nôn. Theo tìm hiểu từ các bệnh nhân và bệnh viện, có khoảng hơn 200 bệnh nhân nhập viện tối ngày 7 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6. Viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long vào sáng ngày 8 tháng 6, cùng với gần 100 bệnh nhân khác. Chị Trần Thị Thương ở ấp Phước Quả, xã Phước Tính cho biết, sau khi ăn tiệc, chị về nhà sinh hoạt bình thường. Đến khuya ngày 7 tháng 6, chị bất ngờ bị nôn ói, đau bụng dữ dội, sau đó ngất xỉu. Lúc đầu, chị nghĩ mình ăn gì đó nên bị vậy, sẽ qua nhanh khỏi. Ai ngờ chị nôn ói, đi ngoài liên tục, khiến chị bị kiệt sức ngất xỉu, sau mới biết mình bị ngộ độc. Thực đơn bữa tiệc trưa ngày 7 tháng 6 gồm các món miếng xào hải sản, dê nướng, gà chiên nước mắm, cộng xôi, tôm hấp bia, lẩu hải sản và tráng miệng là rau câu. Tất cả các món khi ăn đều thấy bình thường, không thấy mùi vị gì khác biệt hay khả nghi nên không xác định được món nào là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiền, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long cho biết, tính đến chiều ngày 8 tháng 6, có khoảng 100 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy thể hiện của ngộ độc thức ăn. Một số bệnh nhân bị rất nặng sau khi được bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Phước Long và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đang tiếp tục lấy lời khai của chủ nhà, cơ sở tiệc cưới và tạm giữ một số mẫu thực phẩm còn thừa để phục vụ công tác điều tra xác minh.